Kiwin S Việt, sản phẩm của Tôn Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm. Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Vua Nước Đúc của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Kính thưa quý vị, chặng chính từ thành phố Vinh, Nghệ An đi Đồng Hới, Quảng Bình đường dài 197,4 km là thử thách đường trường khắc nghiệt cho các vận động viên với 3 điểm thưởng dọc đường và một ngọn đèo. Nhưng cuối cùng thì An Giang đã tận dụng rất tốt những diễn biến xảy ra trong suốt một chặng đường dài đó để khiến cho khoảng cách giữa Peter Rikunov với áo vàng Timofey Ivanov chỉ còn là 80% giây. Đội đua của huấn luyện viên Lê Thành Liêm đã làm điều đó như thế nào? Hãy cùng chúng tôi khám phá trong chương trình Vua Nước Đúc ngày hôm nay. 197,4 km từ Vinh về Đồng Hới, chặng đường trường dài nhất cúp truyền hình 2024 là cơ hội không thể tốt hơn để ekip thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh chiến lược bào mòn sức tập thể An Giang. Trong khi xe đạp Vĩnh Long tham vọng giành chiến thắng chặng thứ hai liên tiếp, cuộc tấn công của 30 tay đua trước điểm thưởng dọc đường đầu tiên ở Cẩm Xuyên, sự xuất hiện của Lê Ngọc Sơn và Nguyễn Văn Dương có thể đảm bảo thứ hạng đồng đội. Nhưng cả hai đều không thể giúp An Giang có lợi thế trong cuộc đua đường dài cho danh hiệu áo vàng và áo cam. Mang thiên quá hải, sự nhạy bén chiến thuật trước tình thế xoay chuyển liên tục trên chặng đường gần 200 km đã giúp thầy trò huấn luyện viên Lê Thành Liêm thu về lợi thế lớn sau chặng đua này. Trong cuộc tấn công của 30 tay đua ở sprint đầu tiên, huấn luyện viên Đỗ Thành Đạt đã cài vào nhóm này tay đua Trần Lê Minh Tuấn, người có khả năng đi đèo tốt với sự hỗ trợ từ Trần Thanh Điền và tay đua Trần Thanh Nhanh của đội New Group. Động thái này vừa buộc tập đoàn Lộc Trời và gạo hàng Ngọc Trời một lần nữa sớm làm việc, dù chính thành phố Hồ Chí Minh Vinama mới là những người đang giữ áo vàng. Tay đua số đeo 5 đồng thời gây sức ép lên áo cam của Nguyễn Tấn Hoài, đặc biệt khi nhóm đầu có thêm quyết tâm lớn từ các tay đua nhựa Bình Minh Bình Dương, muốn tận dụng 3 sprint ở chặng đua này để gỡ giờ cho chủ lực Sapva Novikov. Ở nhóm 1 thì tập đoàn Lộc Trời An Giang họ không có một tay đua nào còn ở trong nhóm 27 tay đua còn khả năng cạnh tranh các danh hiệu cá nhân chung cuộc. Vì vậy đó là một thiệt thòi lớn cho thầy trò huấn luyện viên Lê Thành Liêm. Đó là lý do mà các tay đua của tập đoàn Lộc Trời An Giang và gạo hạt Lộc Trời An Giang họ đang nỗ lực kéo top 3 để thâu ngắn khoảng cách với top 1. Chiến thuật của tụi em là đánh mở và để có một nhóm về trước, không cho tay đua Rikunov về chùm đông và rút hắn chặn. Trong tình thế đó, An Giang bắt được cơn gió mát mang tên quân khu 7 và quân đội. Bởi trong nhóm 30 tay đua đi đầu còn có Đặng Thành Được của Le Fruit Đồng Nai, người đang cạnh tranh áo trắng cùng Phạm Lê Xuân Lộc. Nhờ đó thầy trò Lê Thành Liêm nhận được sự hợp sức chiến thuật của các tay đua áo đỏ, kéo khoảng cách từ 5 phút xuống dưới mức mà tập đoàn Lộc Trời và quân khu 7 kiểm soát được cuộc tấn công nhằm vào áo cam và áo trắng. Anh em ở sau của Lộc thì chỉ còn vài người, thì lúc đó đội chỉ lên đưa một cái tầm gọi là giữ một khoảng cách nào đó để cho các vận động viên như của đội An Giang sẽ chắc chắn sẽ đưa về, tại vì vướng những vận động viên cạnh tranh trực tiếp của nhựa Bình Minh Bình Dương đang cạnh tranh chiếc áo xanh thì khả năng đưa về và nhập lại top này là khả năng rất là cao. Nên là Lộc cùng với đội An Giang đã cùng nhờ nhau đưa cái top đông vào lại nhóm có cái vận động viên cạnh tranh chiếc áo trắng của Lộc. Cũng trong thế mang thiên quá hải, nhựa Bình Minh Bình Dương có ngày thi đấu thành công khi thắng ở hai điểm thưởng dọc đường đầu tiên. Novikov có thêm 4 giây thưởng trước khi hướng đến đèo ngang, ngọn đèo đầu tiên trong số 7 ngọn đèo tại cúp truyền hình 2024. Khi các ứng viên nặng ký bị kèm chặt ở đoàn đông phía sau, giải thưởng trên đèo chỉ còn là màn cạnh tranh của nhóm đi đầu, nơi Võ Minh Gia Bảo ghi dấu ấn sau một năm trở lại với đường đua cúp truyền hình, giúp quân khu 7 có năm thứ 3 liên tiếp thắng đỉnh đèo ngang. Đó vẫn chỉ là những đòn nhử của các chân đèo mạnh lúc này. Đó là cuộc tấn công của Igor Frolov và ngay lập tức đã kéo theo Peter Rikunov. Còn đây là những hình ảnh cạnh tranh ở trên đỉnh đèo ngang của nhóm 1 này. Vẫn đang là một nhóm hơn 10 tay đua sẽ cạnh tranh song phẳng với nhau. Cuộc tung nước rút của các tay đua. Một tay đua quân của 7 đang ở phía trên. Võ Minh Gia Bảo đang nỗ lực ở phía trên. Những cuồng chân rất mạnh mẽ của tay đua thuộc ekip quân khu 7. Như vậy là Võ Minh Gia Bảo chính là người đã cán đỉnh đèo ngang đầu tiên.
không thể tấn công trên đường đèo, Thành phố Hồ Chí Minh phải tìm kiếm cơ hội trên đoạn đường bằng 60 km còn lại hướng về Đồng Hới. Bởi nếu Vĩnh Long và An Giang đưa đoàn đông cạnh tranh đích đến, khả năng Tricudep về trong top 3 là rất lớn. Thêm vào đó, hai chân nước rút chủ lực Nguyễn Văn Bình và Lê Nguyệt Minh đóng vai trò phá giờ thưởng tay đua người Nga đã rơi lại sau đoạn leo đèo, phải bung sức nhập tốt, khó tranh nước rút cùng Tricudep. Văn Bình chính là điểm nối giữa top thứ 2 và top thứ 3. Top thứ 2 và top thứ 3 đang cách nhau chừng 20 giây. Và Nguyễn Văn Bình thì đang cố gắng đi một mình để đuổi theo và bắt vào trong top thứ 2. Lúc mà anh Minh và Bình rơi lại thì nó cũng ảnh hưởng rất lớn, tại vì hai chân rút của đội đã bị tụt lại phía sau, nhưng mà cũng đã Bình cũng đã nhập lại top được. Nhưng mà hôm nay thì em thấy cảm thấy thì Rigonov quá mạnh. Ở trong nhóm tính ra này có sự xuất hiện của, như chúng ta đang được thấy, là hai tay đua của đội Thành phố Hồ Chí Minh Group. Ngay ở trong top đầu tiên này cũng đang có những cuộc tấn công mới, với những vận động viên ở phía trên đang tăng tốc để kéo top 1 này ra thành một hàng rất dài. Về phía An Giang, họ biết Vĩnh Long sẽ bắt các cuộc tấn công để tìm kiếm chiến thắng chặng thứ 3 cho Martin Lass. Nhịp tấn công của Domin Mikin ở những km cuối sẽ lấy đi sức của các máy kéo đối phương, tạo điều kiện thuận lợi cho Peter Tikhonov tìm kiếm chiến thắng chặng thứ 5 tại cúp truyền hình năm nay. Một tình huống có vẻ như là hết hơi của Martin Lass, và như vậy là Peter Tikhonov là người đã giành chiến thắng chặng. Có thể thấy là ở trong khoảng 5-10 mét cuối cùng thì Martin Lass đã hết hơi và anh đã không thể tiếp tục nhấn bàn đạp. Chiến thắng chặng thứ 5 ở cuộc đua năm nay dành cho Peter Tikhonov, và quan trọng hơn đó là 10 giây thưởng dành cho người về đầu. Quan trọng là thả một vận viên đi, bấm máy bảo cho Roman đi để các đội không làm việc nữa mà các đội kia sẽ làm việc. Khi mà các đội kia làm việc thì về được rồi thì lúc đó là vô giờ chụm đông và Tikhonov sẽ rút. Chiến thắng giúp Tikhonov chỉ còn cách áo vàng Ivanov 80% giây và xây chắc vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng áo xanh. Trong khi Võ Minh Gia Bảo của quân khu 7 trở thành chủ nhân đầu tiên của áo đỏ vua leo núi cúp truyền hình 2024. Kính thưa quý vị, khi mà cuộc cạnh tranh các danh hiệu cá nhân đang được lồng ghép đan xen một cách đầy hấp dẫn với nỗ lực tranh chiến thắng chặng của các ekip, thì lợi thế sẽ dành cho các đội đua nắm bắt nhanh những diễn biến thoáng chốc ở trên đường đua, và điều đó hứa hẹn sẽ có trong chặng 10 từ thành phố Đồng Hới Quảng Bình về Thừa Thiên Huế. Và đến đây thì chương trình Vua Nước Rút cũng xin phép được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thành phố Huế là điểm đến tiếp theo của chặng 10 cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, lộ trình 162,5 km đi qua chứng nhân lịch sử, cây cầu đặc biệt Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải. Những chặng đường trường cuộc đua năm nay đang dần trở nên khó đoán hơn với chiến thuật đa dạng từ các đội đua. Liệu có bất ngờ trong cuộc cạnh tranh các danh hiệu? Cùng đón xem chặng 10 truyền hình trực tiếp lúc 8 giờ ngày 13 tháng 4 trên kênh HTV9 và HTV Thể thao. Sản phẩm của Tôn Đông Á bảo hành lên đến 50 năm.